Ngô Kiến Huy đón niềm vui mới chính thức lên tiếng về bạn gái tin đồn. Những ngày qua, câu chuyện bạn gái tin đồn của Ngô Kiến Huy nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Mới đây trong ngày vui của mình, anh chính thức lên tiếng về câu chuyện. Ngày 1 tháng 4, đông đảo nghệ sĩ và bạn bè thân thiết đến chúc mừng ngày vui của Ngô Kiến Huy. Không chỉ hoạt động nghệ thuật chăm chỉ nghiêm túc, khẳng định vai trò đa năng của mình, Ngô Kiến Huy còn khiến nhiều người trầm trồ với sự nghiệp kinh doanh riêng không kém phần mát tay, dàn cast Running Man Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Phạm, BB Trần, Thúy Ngân đã đến từ sớm cùng trò chuyện. Bên cạnh đó, những bạn bè anh em nghệ sĩ thân thiết cũng đã có mặt để chúc mừng Trăng Bắp, Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Lê Giang, Sam. Những ngày qua, câu chuyện bạn gái tin đồn của Ngô Kiến Huy nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời chúc mừng anh hạnh phúc. Không ít người tò mò, đó là sự thật hay chỉ là lời đồn. Ngô Kiến Huy nói rằng anh mong được khán giả đón nhận và chú ý ở sự nghiệp nhiều hơn chưa bao giờ tôi khẳng định mình làm cái gì vào trong mối quan hệ nào cả. Trước giờ như vậy và giờ cũng vậy huy mong khán giả chú ý đến sự nghiệp của mình những tình cảm dự định chắc chắn thì tôi sẽ có những phương tiện truyền thông truyền tải đúng nhất còn trước nay những tin đồn với nghệ sĩ thậm chí bị tai nạn tôi cũng quen rồi nên huy cũng không muốn trả lời sâu hơn vì nếu trả lời đụng chạm tới người khác thì cũng không hay mà không trả lời thì cũng không phải phương án bởi vậy trước nay tôi vẫn trung thành với việc không tiết lộ về hậu trường và cuộc sống của mình nếu với tình cảm gia đình khi chắc chắn tôi sẽ báo cho mọi người biết vì đó là tin vui của mình mà ngô kiến huy bày tỏ anh khẳng định nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay rất giỏi và đa tài. Anh học được rất nhiều từ họ. Anh ấn tượng với hiếu thứ hai, Mono Orin. Khi được hỏi về lời hứa tặng Sam 10 chỉ vàng làm quà cưới từng gây xôn xao dư luận, Trang Bắp hài hước nói là lời vô tình không ngờ có máy quay. Nói vui vậy nhưng anh khẳng định chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa với Sam vì đó là cô em gái đã 11 năm thân thiết. Hy vọng món quà của tôi 10 chỉ đó, bé em của mình sẽ hạnh phúc, tôi sẽ vui hơn rất nhiều. Nói tới đó nước mắt rớt không à, anh cười. Ngô Kiến Huy khẳng định Hiện nay thu nhập chính của anh trong lĩnh vực nghệ thuật. Năm 2023, anh mong cải thiện những kỹ năng cả nghề nghiệp lẫn tư duy kinh doanh. Bởi vậy năm nay anh sẽ đi rất chậm để tích cóp thêm nhiều kinh nghiệm cho mình. Harry tiếp tục vắng mặt tại đám cưới của Mizu Minh Đạt, khéo léo tiết lộ lý do trước giờ gờ. Là bạn thân gần một thập kỷ nhưng Harry Lu lại liên tiếp vắng mặt trong đám cưới Mizu. Mới đây nhất trước giờ gờ diễn ra đám cưới Mizu và Minh Đạt tối 29 tháng 6, Harry Lu vào chiều cùng ngày đăng tải thông báo không tham dự tác thẳng tên của bạn thân của mình. Cụ thể nam diễn viên viết dù không thể tham dự đám cưới của Du nhưng mình vẫn chúc bạn mọi điều tốt đẹp, mong bạn luôn xinh đẹp, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công, sau này mọi thứ ổn định mình gặp nhau đi. Du hay chồng Du ai mời Harry ăn gì cũng được. Harry Lu khéo léo tiết lộ việc bản thân đang không ở Việt Nam nên không thể tham dự đám cưới của Mi Du. Anh cũng hứa hẹn sẽ gặp gỡ cô dâu chú rể vào một thời điểm thích hợp hơn. Động thái của Harry Lu khéo léo đập tan tin đồn không hồi kết trong trứng nước Trước đó, anh và Mizu nhiều năm được dân tình đẩy thuyền vì đẹp đôi, nhưng cả hai đã phủ nhận chuyện hẹn hò, khẳng định họ chỉ là bạn. Thời điểm công bố thiệp mời của Mizu, Harilu bộc bạch, gần một thập kỷ làm bạn, xem nhau như người thân, Harilu rất vui khi biết tin Du tìm được hạnh phúc của mình. Harry là một trong những người đầu tiên được nhận thiệp xếp the đây của Mizu, thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, chúc mừng Du. Về phía Mizu, cô thẳng thắn cho biết cô và Harilu vẫn luôn là bạn thân của nhau. Mizu hé lộ không gian đám cưới từ 15.000 bông tuyết và pha lê, 4 ngày thi công mới xong. Hơn một ngày trước đám cưới, không gian hôn lễ của Mizu và Minh Đạt được hé lộ với sự hoành tráng xa hoa. Không gian cưới được trang trí theo màu trắng chủ đạo, lấy chủ đề tuyết rơi mùa hè với 15.000 bông tuyết và pha lê. Đội ngũ thi công phải mất khoảng 4 ngày để trang trí cho buổi lễ. Theo chia sẻ từ Mizu, vào tối ngày 27 tháng 6, việc thi công sảnh cưới vẫn đang được tiến hành gấp rút những công đoạn cuối cùng. Đáng chú ý, sảnh tiệc vô cùng rộng, cô dâu phải dùng xe scooter để di chuyển mới có thể giám sát hết tiến độ thi công các hạng mục trang trí. Điều này cho thấy sự hoành tráng của đám cưới này. Cô dâu Miju sẽ mặc 4 chiếc váy cưới, trong đó có một chiếc được đặt may tại Pháp từ một thương hiệu xa xỉ từ đầu tháng 1 năm 2024. Đám cưới của Miju và Minh Đạt sẽ diễn ra vào tối 29 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ bắt đầu từ 19 giờ, sau 30 phút, khách sẽ dùng tiệc. Vợ chồng Mizu khuyến khích khách mời không dẫn theo trẻ em đến dự tiệc, đồng thời xác nhận thông qua mã QR về việc góp mặt. Dự kiến tiệc cưới của Mizu sẽ quy tụ hơn nửa showbiz đến tham dự, cùng với đó là những gương mặt có máu mặt trong giới kinh doanh. Ở phía gia đình nhà chồng, về phía Mizu, bên cạnh hoạt động nghệ thuật cô cũng làm kinh doanh nên có mối quan hệ rộng rãi Mizu chia sẻ yêu minh đạt từ cái nhìn đầu tiên, cả hai tận hưởng hạnh phúc không ồn ào rất thầm lặng mỗi ngày, Mizu bày tỏ cô gặp được người mà cảm thấy mọi thứ như đã là an bài định mệnh, sau nhiều thử thách không sớm cũng không muộn mà vừa vặn để đến với nhau, hạnh phúc trong tình yêu, Mizu không ngần ngại thông báo, mọi người yên tâm nhé, dù đã tìm được hạnh phúc của mình rồi hay em đã gặp một người thuộc về mình. Mizu cho biết Minh Đạt là một người tử tế, hiền lành và ấm áp để cô có thể tin tưởng giao cả cuộc đời. Mizu không quên gửi lời cảm ơn đến hai bên gia đình đã yêu thương tác hợp để cả hai đến với nhau một cách trọn vẹn nhất. Mai Phương Thúy nổi bần bật trong đám cưới Mizu, tiết lộ quà đặc biệt cô dâu tặng khách mời. Sau thời gian giấu kín, Mizu cũng chịu xả kho ảnh trong tiệc có hôn thân mật tại Đà Lạt cách đây một tháng. Ngay lúc này, hội bạn đình đám của cô dâu cũng thừa thế đăng hết những khoảnh khắc mà bấy lâu rất muốn hé lộ với công chúng. Đáng chú ý nhất là Hoa hậu Mai Phương Thúy, cô diện váy trắng tinh. Qua loạt ảnh dân tình xuyết xoa trước nhân sắc Mai Phương Thúy, cô nổi bần bật giữa dàn khách mời, ánh mắt thể hiện niềm hạnh phúc khi thấy em gái mình tìm được tình yêu đích thực. Cô chia sẻ, mãi mới được xả ảnh. Trăm năm, trăm năm hạnh phúc nhé em gái. Thú vị hơn nữa là Mai Phương Thúy để lộ món quà đặc biệt mà cặp đôi cô dâu chú rể đã chuẩn bị cho khách mời khi dự tiệc ngoài trời. Chính là một chiếc quạt, khác tên riêng từng người. Không chỉ thế, trong tiệc tối, mỗi vị khách cũng có một bảng tên riêng đặt đúng vị trí trên bàn ăn. Mizu và Minh Đạt chiêu đãi khách mời chủ yếu là món tây sang trọng đắt đỏ. Từ những chi tiết nhỏ cho thấy cặp đôi rất đầu tư cho lễ cầu hôn. Được biết, Mizu và Minh Đạt đã, đã đặt vé máy bay, chi trả tiền thuê phòng ở khu resort hạng sang cho toàn bộ khách mời đến Đà Lạt dự tiệc. Mizu lên tiếng về tin đồn có bầu trước lễ cưới. Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh Mizu lộ vòng hai lùm lùm. Nghi vấn, cô nàng đã mang bầu. Trước thềm hôn lễ sẽ được diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6 tới đây. Trước những đồn đoán, Mizu đã chính thức lên tiếng. Trưa ngày 30 tháng 5, Mizu chia sẻ hình ảnh hoàn thành xong một chương trình, đồng thời nhắc đến chuyện bầu bí. Mizu hài hước đặt câu hỏi, đang phân vân nên tiếp tục giảm cân hay tăng cân, ốm quá thì hốc hác mà mập lên thì dễ bị đồn là có bầu ngay. Động thái của Mizu như ngầm phủ nhận tin đồn có bầu trước lễ cưới, mà dân tình xôn xao gần đây, bên cạnh đó nhan sắc cô dâu tháng 6 trong loạt ảnh mới nhất cũng khiến dân tình trầm trồ. Đây không phải lần đầu Mizu vướng tin đồn có tin vui, phải lên tiếng đính chính trên mạng xã hội. Mình xin khẳng định một lần nữa mình chưa từng có bầu, đang không có bầu và chưa có ý định có bầu. Mình đang đi dạy, đi học và hoạt động nghệ thuật liên tục suốt thời gian qua. Và thật lòng mình thuộc tuyết phụ nữ truyền thống, mình còn chưa kết hôn nữa. Mizu từng nêu quan điểm. Được biết lễ cưới của Mizu và bạn trai sẽ được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh cuối tháng 6, hứa hẹn quy tụ dàn nghệ sĩ khủng tham dự. Trước đó Mizu tổ chức lễ cưới riêng tư tại Đà Lạt với sự chứng kiến của gia đình và một số bạn bè thân thiết, hôn lễ được diễn ra kín đáo, hiếm có khoảnh khắc nào trong ngày trọng đại của Miju bị lọt ra ngoài, càng khiến dân tình thêm phần tò mò. Cuộc sống sang chảnh của diễn viên Miju trước khi lấy chồng doanh nhân Trước khi tổ chức đám cưới vào tháng 6-2024, diễn viên Miju làm lễ đính hôn với bạn trai doanh nhân tại Đà Lạt. Một nguồn tin tiết lộ những người bạn thân như Trần Anh Huy, Quốc Trường, Mai Phương Thúy sẽ có mặt trong buổi lễ mang tính chất riêng tư của sao phim Thiên mệnh anh hùng. Trước khi quyết định theo chàng về dinh, Mi Du khiến khán giả trầm trồ không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp mà còn vì cuộc sống sang chảnh khiến nhiều người mơ ước. Ở tuổi 35, Mi Du sở hữu nhan sắc xinh đẹp trẻ trung, cô theo đuổi phong cách thanh lịch nữ tính song nhiều lần làm mới bởi hình ảnh nóng bỏng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Diễn viên nữ thiên thần áo trắng được khen ngợi ngày càng nhuận sắc sau thời gian dài hoạt động showbiz. Tuy nhiên, Việc lựa chọn trang phục nóng bỏng cũng từng khiến Miyu vấp phải những ý kiến trái chiều. Nói về điều này, diễn viên 8X cho biết ở độ tuổi ngoài 30, cô thấy việc mặc gợi cảm là điều bình thường, miễn mình đừng làm dụng, khoe thân nhiều quá vì như vậy sẽ dẫn đến phản cảm. Miyu có cuộc sống sung túc nhờ kinh doanh thời trang, bất động sản. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên từng gây chú ý khi khoe sắp sổ đỏ, tiết lộ từng chốt đơn thành công 21 lô đất trong một đêm. Song chính điều đó khiến nhiều người có những ý kiến trái chiều. Miyu nêu quan điểm, nó là công việc thì mình nên đăng tải trên đó những khách hàng khi mua đất của mình được chụp hình lưu niệm với mình thì họ sẽ rất vui và tôi cũng vui vì điều đó còn khi mọi người xem và nghĩ theo hướng khác nhau thì tôi không có ý kiến sau khi tốt nghiệp trường đại học kiến trúc thành phố hồ chí minh miu giảng dạy ngành thiết kế thời trang tại một trường đại học gần đây cô tiết lộ vừa bảo vệ thành công đề án thạc sĩ ngành mỹ thuật ứng dụng ở vị trí á khoa của trường đại học văn lan bận trộn với kinh doanh miu vẫn dành thời gian cho công việc nghệ thuật Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, góp mặt trong một số chương trình và tham gia phim ảnh. Gần đây nhất, người đẹp đóng khi ta 25 của đạo diễn Lúc Vân, song doanh thu không được như mong đợi. Chăm chỉ làm việc giúp Mi Du có cuộc sống vạn người mê. Nữ diễn viên dành thời gian đi du lịch ở nhiều nơi, check-in tại những địa điểm sang chảnh. Người đẹp 35 tuổi từng khiến dân mạng suýt xoa khi khoe hình ảnh chụp cùng loạt túi hiệu đắt tiền. Cô cũng từng chi gần 4 tỷ đồng để sở hữu hai chiếc xế hộp sang trọng. Gần đây, Mi Du đăng hình cơ ngơi đang xây dựng kèm theo dòng chia sẻ hai năm học thạc sĩ, một năm âm thầm xây nhà. Học thạc sĩ vừa xong, nhà cũng sắp xây xong. Ước mơ có căn nhà nhỏ view sông quận 2, chiều chiều ngắm hoàng hôn sắp thành hiện thực. Sau sóng gió tình cảm, Mi Du kính tiếng trong chuyện đời tư. Cô từng vướng tin đồn hẹn hò với quốc trường Trần Anh Huy, xong lên tiếng phủ nhận. Người đẹp chưa từng tiết lộ về chuyện tình với bạn trai doanh nhân, nên khi cô công bố thông tin kết hôn, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Hiện tại Mì du vẫn chưa chia sẻ về danh tính chú rể. Diễn viên phim Những Thiên Thần Áo Trắng diễn viên phim những thiên thần áo trắng chỉ bật mí anh là người ấm áp, hiền lành và tử tế. một số khán giả đồn đoán chồng sắp cưới của mi du là doanh nhân trần duy minh đạt, con trai ông trần duy hy.